quý vị, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác quý 3, 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến một số nội dung theo quy chế làm việc. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Đức Nam, Tổng biên tập báo Đà Nẵng giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2025. Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trực tiếp truyền đạt những nội dung quan trọng của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và truyền đạt một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương mới ban hành. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.